điện thoại chưa bao giờ rẻ như bây giờ các bạn ạ. Mua laptop an tâm nhất đến trungtrần.vn. Trung Trần cam kết dịch vụ tốt nhất thị trường. Bây giờ với cái tầm giá là khoảng trên dưới 4 triệu đi, là chúng ta đã có thể mua được một chiếc điện thoại với hiệu năng rất mạnh. Đấy là Redmi Note 11T Pro rồi nhé các bạn nhé. Đây, Redmi Note 11T Pro hàng mới 100%. Bây giờ mình có tham khảo tại website của Điện Thoại Hay ấy, giá bán của cái sản này nó dao động vào tờ trên dưới 4 triệu. Và nếu như các cái phiên bản bộ nhớ trong hay là RAM ấy, nghĩa là RAM với cả ROM tăng lên thì chúng ta cũng chỉ thêm vào có khoảng vài trăm nghìn mà thôi. Ví dụ như từ cái phiên bản thấp nhất là 6128 mà lên cái phiên bản cao nhất là 12256, nghĩa là gấp đôi RAM, gấp đôi ROM, thì chúng ta cũng chỉ thêm có vào đây là khoảng 700 nghìn thôi. Đấy, mình nói thật luôn là nếu mà là mình ấy, thì chắc chắn 100% mình sẽ ưu tiên mua hẳn phiên bản RAM ROM cao nhất luôn cho nó thoải mái. Đặc biệt là bây giờ rất nhiều những chiếc điện thoại mà mình đang sử dụng thì bộ nhớ trong mặc định của nó đã là 256GB rồi. Quay trở lại với cái video này của chúng ta thì mình sẽ phân tích cho bạn xem là cái Redmi Note 11T Pro nó có những cái ưu nhược điểm gì nhá. Đầu tiên ý, là về hộp phụ kiện thì vô cùng đầy đủ. Ở đây là nó còn nguyên SIM nên thành ra là mình cũng không bóc SIM ra làm gì cả. Đấy, tuy nhiên là ở đi bên Điện Thoại nếu mà các bạn muốn cài đặt tiếng Việt luôn ý, thì bảo họ bóc SIM ra và họ sẽ cài đặt luôn tiếng Việt cho các bạn. Cài đặt rất là nhanh chóng thôi, có luôn nhé các bạn nhé. Đấy, tiếp tục nữa nào. Chúng ta sẽ có một cái ốp lưng, chúng ta sẽ có một cái củ sạc 67W rất đầy đủ ở bên trong này. Bây giờ thì ví dụ các bạn mua Samsung ở trong cái tầm giá này, ví dụ như 4 đến 5 triệu chẳng hạn, các bạn chỉ mua được cái con cỡ tầm khoảng Galaxy A15 thôi. Hộp phụ kiện là không có gì đâu, chắc có chẳng có cái cáp. Đấy chưa? Rồi, tiếp tục nữa nào. Cái Redmi Note 11T Pro chúng ta sẽ được một cái chiếc điện thoại mà có kháng nước kháng bụi là IP53 theo tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi như vậy. Nó cũng sẽ có màn hình Full HD cộng, tần số quét là 144Hz. Và cái tấm nền của nó thì lại chỉ là tấm nền IPS LCD mà thôi. Đấy là cái điểm mà nó phải hy sinh. Đấy, nhưng mà được cái là tần số quét rất là cao. Và quan trọng ở đây là gì? Đấy là cái tấm nền IPS LCD của nó thì cái độ sáng của nó nếu mà xét ở trên tham chiếu là màn hình IPS LCD nhá, thì hoàn toàn không thấp đâu. Nó rơi vào tầm khoảng 650 nit. Bình thường là những cái màn hình IPS khác ấy, thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 400-450 nit thôi, là tương đối tối. Con này là 650 nit. Để các bạn dễ dàng hình dung ấy, thì cái độ sáng này nó sẽ xem là độ sáng của iPhone 11 đấy. iPhone 11 mình nhớ không lầm là 625 nit. Về RAM ROM thì quá thoải mái rồi, mình cũng nói luôn đấy là với mình thì mình sẽ luôn luôn lựa chọn phiên bản RAM ROM cao nhất, đấy là 12256 luôn, bởi vì là cái sự chênh lệch giữa các cái phiên bản bộ như trong như này thì nó cũng không nhiều, nó thêm vào mấy trăm nghìn thôi thì cá nhân mình sẽ thêm vào, chứ bảo là bây giờ mà chênh lệch RAM ROM này mà thêm vào tiền triệu chắc chắn là mình sẽ không thêm. Đúng nào, như thêm vào mấy trăm nghìn thì mình sẽ thêm. Và cái con chip Dimensity 8100 nó là một con chip cực kỳ mạnh mẽ, thực sự là như vậy. Nó sẽ được đánh giá thấp hơn Snapdragon 888 một chút. Đó, để các bạn dễ dàng hình dung. Và với RAM ROM chip như thế thì phải nói là quá thoải mái luôn rồi. Camera cũng vô cùng đa dụng cho các bạn luôn, đầy đủ cả camera chính, camera góc rộng và camera macro. Tất nhiên cũng nói luôn đấy là camera của sản phẩm này thì nó không đẹp đâu. Đấy, nhưng mà nếu mà bạn cần một cái camera chụp ảnh rõ nét cũng như là chụp ảnh zoom bài giảng rồi các thứ chụp ảnh khoảnh khắc thì vẫn đáp ứng được các cái nhu cầu của chúng ta. Pin 5000 mAh là đủ tốt rồi, chính xác ra là 5080 đấy, chúng ta cũng có thể làm tròn là 5100 cũng được. Đấy, sạc 67W, có loa ngoài là loa kép kháng nước kháng bụi thì vừa nãy mình cũng đã nói rồi. Jack cắm tai nghe 3.5 cũng có luôn nha các bạn nhé. Và nếu mà ở trong cái tầm giá này, nếu mà mua iPhone đi thì có lẽ là chúng ta sẽ chỉ nghĩ đến những sản phẩm như kiểu là iPhone 8 Plus hay là iPhone 10R mà thôi. Nếu mà so Redmi Note 11T Pro với cả iPhone 8 Plus với iPhone 10R thì thứ nhất là nó mới hơn rất nhiều luôn. Nó mới hơn mấy năm liền luôn, 4-5 năm liền luôn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó cũng là hàng mới 100% luôn. Ngoài cái việc đời mới ra thì nó cũng là hàng mới 100% chứ không phải là hàng cũ. Cũng không phải lo sợ đến việc là hàng có bị dựng hay là cái gì hay không. Rồi là màn hình lớn hơn, tần số quét cao hơn. Đúng nào? Đấy. Hay như là hiệu năng là chắc chắn tốt hơn luôn rồi. Đấy, RAM ROM các thứ là thoải mái hơn rất nhiều luôn. Đặc biệt là cái bộ nhớ trong là cái mà các bạn có thể cảm nhận là thấy luôn. Và nó có 5G, cái điều mà iPhone 8 Plus và iPhone 10 nó không có. Camera nó cũng đa dụng hơn. Thời lượng pin của nó chắc chắn là trâu hơn, sạc của nó cũng nhanh hơn. Đấy, và có lẽ là mình nghĩ là chỉ thua mỗi cái thương hiệu thôi. Nhưng mà cái sự yên tâm ấy thì chắc chắn là kể cả thương hiệu Apple có tốt đến mấy chăng nữa thì cái việc mua một cái iPhone 8 Plus hay một cái iPhone 10R nó quá cũ như thế thì cái sự yên tâm về việc là hàng dựng mình nghĩ là sẽ hơi căng ở cái phần này đấy. Thì chúng ta sẽ được một cái sản phẩm mới 100% như thế này. Redmi Note 11T Pro với hiệu năng rất tốt ở trong tầm giá khoảng trên dưới 4 triệu. Các bạn cảm thấy sao? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và với cái mức giá này khi các bạn mua hàng tại Điện Thoại Hay
thì đó là mức giá đã bao gồm cả bảo hành vàng, nghĩa là gì ạ? Nghĩa là gồm cả bảo hành cả nguồn, màn hình và vân tay. Bình thường nếu bạn đến các cửa hàng khác nhé, giá họ niêm yết ở trên website là một kiểu, nhưng đến cửa hàng á, anh ơi, anh thêm vào cho em 4 lít, à không, anh thêm vào cho em 5 lít, cái tiền gì ạ? Tiền bảo hành vàng. Đấy, thế là tự nhiên chả lẽ là đến mất công đi rồi không mua đúng nào? Thì nó sẽ chuốc thêm một cục tức vào trong người. Thì ở điện thoại chúng ta sẽ được tặng cái gói bảo hành đó. Còn cái bảo hành mà nếu bạn muốn mua thêm nhá, đấy là bảo hành S-VIP ý, ở điện thoại ý, thì nó là gì ạ? Nó là bảo hành 1 đổi 1, nó rất khác đấy nhé các bạn nhá. Chứ còn bảo hành như thế này thì là bảo hành như hàng chính hãng rồi đúng nào? Mặc định là cả nguồn màn hình và vân tay là những thứ quan trọng nhất của điện thoại rồi. Đấy, còn nếu mà bạn nào thích mua theo kiểu 1 đổi 1 thì các bạn mua thêm thôi. Còn kể cả với hàng chính hãng mà các bạn muốn mua bảo hành 1 đổi 1 hay là rơi vỡ cái thứ là các bạn vẫn phải bỏ tiền túi ra để các bạn mua đấy nhá. Và các bạn có thể tham khảo qua rất nhiều những cái điện thoại khác tại Điện Thoại, một trong những đơn vị bán điện thoại giá rẻ nhất ở trên thị trường bây giờ. Còn nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua laptop cả cũ lẫn mới, hàng phần lớn là nhập Mỹ, chất lượng cực kỳ yên tâm, giá cả phải chăng và cấu hình cao, các bạn có thể đến laptop Trung Trần nhé, trungtrần.vn. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.